chào mừng các bạn đến với thế giới Flycam, flycamworld.com. Hôm nay chúng tôi xin được mở hộp máy bay JJAC H37 LV gấp gọn. Mời các bạn cùng theo dõi nhé. Hộp máy bay này như các bạn đã thấy rất nhỏ gọn, nhưng đang là một trong những mẫu hàng rất được ưa chuộng trên toàn thế giới. Máy bay LV được công ty JJAC trao tặng danh hiệu là máy bay gấp gọn nhỏ gọn nhất của hãng này. Nào, chúng ta cùng xem bên trong nhé. Này, wow, các bạn nhìn này, có một cái túi nhung nhìn đẹp biết mấy. Và đây là cuốn sách hướng dẫn rất nhỏ gọn, bốn cánh quạt cùng các động cơ ở bên trong. Các động cơ ở bên trong. And also we have the và đây là card reader. Dụng cụ để sạc pin bằng cổng USB các bạn ạ. Charging adapter. USB charging adapter. Another important thing is một điều vô cùng quan trọng đối với loại máy bay này là nó không có bộ điều khiển các bạn ạ. Chúng ta có thể dùng điện thoại của mình để kết nối Wi-Fi và dùng nó để điều khiển máy bay của chúng ta. Đây là máy bay LV JJAC H37 được đựng bên trong túi nhung rất đẹp và rất nhỏ gọn. Các bạn có thể bỏ vào túi áo ở trước ngực hoặc là túi quần phía sau của mình. Bây giờ chúng ta cùng lấy nó ra khỏi túi nhung các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy nó trông có đẹp không nào? Và các bạn thấy đó, tôi có thể để nó đặt trong lòng bàn tay của chính mình. Và nó có một cái máy camera ở phía trước, trông rất là đẹp. Và đây là bộ phận đựng pin của nó. Đây là cục pin của nó, tôi lấy ra từ bên trong đây. Lipo battery. Nó là pin 500 mAh, 3.7 V. Oh, nó trông giống như một thỏi sô cô la nhỏ phải không các bạn? Các bạn sẽ gắn cục pin vào bên trong của bộ phận đựng pin như thế này này. Các bạn cùng theo dõi tôi thực hành nhé. Rồi, đóng nắp nó lại nào. Rồi, khóa nó lại. Và đây là nút điều khiển để mở nguồn điện của nó lên. Đây là những cánh quạt của nó đã được gấp gọn vào bên trong. Máy bay LV JJAC H37 đây các bạn ạ. Đây là nút mở nguồn của nó nè. Đây là máy bay LV JJAC H37.
Sau khi sử dụng, các bạn có thể gấp gọn các cánh quạt của nó vào bên trong như thế này này. Rất nhỏ gọn, các bạn có thể đem nó đi khắp mọi nơi. Very compact and foldable selfie drone from JJS. Đây là máy bay vô cùng nhỏ gọn.